Quả đá phạt dành cho Đồng Tâm Long An. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 12 là cuộc đọ sức giữa Hùng Vương An Giang và Hà Nội TVT. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4. Quang Tình là người vừa mới được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Đây là tình huống mà Quang Tình đã phải nhận thẻ. Cú sút của Quang Tình đã bị Nguyễn Tiến Phong cản phá. David rất quyết liệt. Người đang bị đau là Phi Sơn. Phi Sơn đang bị đau cho dù anh là người phạm lỗi. Một pha vào bóng rất mạnh của Phi Sơn. Davis cũng đã nhảy lên để tránh.